do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức đang diễn ra trước mắt quý vị khán giả, với tiết mục mừng lúa mới của bà con nghệ nhân làng Cơ Tung, xã Hà Ra, huyện Mang Giang, tỉnh Gia Lai. Những người nông dân này đã bước từ nương rẫy lên sân khấu dân dã của chúng ta và mang đến một tiết mục thể hiện niềm vui của họ khi mà vụ mùa đã vừa mới kết thúc và bà con đã quạch được những bông lúa đầu tiên, và niềm vui đó đã biến thành cái lễ hội hôm nay. Vâng, lễ hội mừng lúa mới của người Ba Na, làng Cơ Tung, xã Ra, huyện Mang Giang, tỉnh Gia Lai. Quý vị đang nghe những âm điệu cồng chiêng rất là độc đáo của người Ba Na. Nếu quý vị đã ở lâu trên cao nguyên, quý vị sẽ thấy dàn chiêng ED, dàn chiêng của người Cha Rai có tiết tấu rất là mạnh mẽ, rất là nhanh, có thể nói là gấp gáp. Nhưng âm thanh, âm điệu, giai điệu của cồng chiêng Ba Na thì chậm rãi, nhịp nhàng, khoan thai, đi đúng người Ba Na hiền lành, thô phát vậy. Tôi thấy rất nhiều em bé có vẻ như là người Việt, người Kinh nhé. Vâng, cũng đã học rất là nhanh các cái điệu múa của chúng chị. Kiểu này thì mất nghề đến nơi như này. Vâng, đấy, các em mặt cứ tỉnh bơ, chả có ai là gì cả. Mẹ có quay phim. Rồi, kiểu này là chết rồi. Con này đi theo đoàn nghệ nhân đi chứ này. Vâng, cảm ơn quý bậc phụ huynh đã mang các cháu đến đây để cho các cháu thưởng thức, để cho các cháu thấy một cái bầu không khí, một cái cảnh tượng sinh hoạt văn hóa dân gian mà ít khi có ở thành phố của chúng ta. Cảm ơn các em bé đã không ngại gần đứng với các chị, và những cái vũ điệu ban đầu thì cũng hơi ngượng ngập nhưng không sao cả, miễn là đừng dẫm vào chân của các chị là được thôi. Quý vị nếu thích, chúng ta hãy vào nối động vùng xoan cùng với bà con Ba Na, làng Cơ Tung, xã Hà Ra, huyện Mang Giang, tỉnh Gia Lai. Chúng tôi đã thấy một kiểu nữ vừa mới bước vào. Tiếng của vùng đất này, tôi hy vọng là đêm diễn của bà con Ba Na thì nghệ sĩ nhiếp ảnh Huy Tích sẽ có những cái tác tốt và đặc sắc và sẽ cho chúng tôi xin để làm lưu niệm. Xin cảm ơn nghệ sĩ Huy Tích. Vâng, chị sống ở đường Phan Đình Phùng, từng sống ở đường Phan Đình Phùng. Sau này bài thơ đó được nhạc sĩ Văn Trừng thổi nhạc, và trong bài Đêm Xoan Tây Nguyên thì có cái câu mà mọi người hay chọc ghẹo nhau đấy ạ. Em hát câu gì mà trăng nhô lên?
thì ở trong cái bài hát đó chúng ta cũng nghe rất là nhiều giai điệu cồng chiêng, nhưng tôi muốn nhắc đến cái bước chân của những người đi ở trong bài hát này. Vâng, quý vị hãy để ý một chút ạ, chân của các nghệ nhân rất là nhịp nhàng đấy, vào ra rất là đều đặn. Mà điều này thì rất là bản năng ạ, có ai học, có ai dạy cái này, không có trường nào dạy quý vị nghệ nhân của chúng ta cả. Cảm ơn các em bé đã ngày càng sát vào với các chị nới rộng vòng xoang ra cho các em nữa với. Đây nào, nới ra, nới rộng ra nào, có áo đỏ bên này. Thưởng thức và trải nghiệm của Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức thường niên và các buổi thường xuyên vào các buổi tối thứ bảy từ 19 đến 21 giờ sẽ luôn luôn được quý vị quan tâm đón xem và giới thiệu cho nhiều người khác cùng đón xem. Như tất cả các chương trình khác, chúng tôi có đặt một cái gùi để quý vị có thể gửi lòng mình vào đấy, thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các nghệ nhân. Sau 21 giờ đêm nay khi chương trình kết thúc thì các nghệ nhân sẽ lại ngồi lại với nhau. Con vừa biểu diễn một tiết mục rất đặc sắc, đó là bài Mừng Lúa Mới. Xin cảm ơn bà con.